Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp anh chị em trong buổi review thị trường chứng khoán hôm nay. Hôm nay là vào ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021. Ấy. Dĩ nhiên với phiên dịch của ngày hôm nay là phiên dịch mà mình thấy rằng cũng tương đối là nhiều cảm xúc rồi. chúng ta có các chỉ số đều dao động xung quanh khu vực tham chiếu với một thanh khoản ở mức vừa phải, nghĩa là tình trạng ở đây là cả hai bên đều đang rất là căng thẳng nhìn vào và và theo dõi xem bên kia có những hành động như thế nào trước khi ra tay mạnh mẽ hơn. Thực sự thì bên bán tháo thì cũng đã tham gia vào ngày hôm trước rồi. Phiên FOMO phiên mà cái lượng hàng gọi gọi là cái dòng tiền mà chờ mua bắt đáy thì cũng tham gia trong ngày hôm qua rồi. Thế thì đến ngày hôm nay chúng ta cũng không có nhiều lý do, không có nhiều động lực để cho thị trường thực sự là vận động và vì vậy cho nên thanh khoản trong ngày hôm nay ở mức thấp là điều mà chúng ta có thể đã lường trước rồi. Bản thân cái sự vận động, cái sự biến động của giá, cái của chỉ số so với các phiên của ngày hôm trước chúng ta cũng thấy rằng là cái sự biến động thấp dẫn đến một điều là cái sự hưng phấn hay là cái sự sợ hãi của dòng tiền trên thị trường nó cũng không đẩy được lên ở mức quá là cao và cuối cùng dẫn đến một điều nữa đấy là cái thanh khoản thị trường không được đẩy lên mức cao vậy để gọi rằng liệu chúng ta có thể dự báo được cái tình trạng của phiên của ngày hôm qua và của ngày hôm nay thì điều này mình cho rằng là chúng ta đã dự báo rồi nếu như anh chị chúng ta theo dõi buổi livestream trước thì cái dòng cầu cái lực cầu tham gia trong ngày hôm qua cái sự xuất hiện cái lực cầu của ngày hôm qua là điều mà chúng ta có thể lường trước rồi Tại vì bản thân vào phiên thứ sáu Dù rằng rơi rất là nhanh Nhưng để gọi là trao cơ hội cho phía bên mua Tham gia bắt đáy và đỡ cho thị trường Và cũng như là cái bên mà chờ đợi mua với vùng giá thấp Sẵn sàng là tham gia thì thực sự là chưa Tại vì là giá giảm rất là nhanh vào vào 15 phút cuối vào vào, vào phiên phiên ATC Thì bên cầu dĩ nhiên là chưa phản ứng kịp thì đến phiên ngày hôm qua chúng ta thấy rằng là cầu tham gia Lực cầu tham gia thì không chỉ là của nhà đầu tư cá nhân Chúng ta thấy rằng là khối ngoại mua vào rất là mạnh Lên đến hơn 2.000 tỷ Và không chỉ là khối ngoại Thậm chí là khối tự doanh Cũng tham gia với lực mua là khoảng 500 tỷ Mua cả của ngày hôm hoảng loạn Và của cả ngày hôm qua Thế thì đến ngày hôm nay thì họ chốt lời Và ngày hôm nay thì khối ngoại họ cũng đã chốt lời là khoảng hơn 200 tỷ Thế thì cái lực cầu và cái phiên hồi phục của ngày hôm qua chúng ta đã được dự báo trước nhưng mình cũng có nói thêm một điều rằng Sau phiên hồi phục của ngày hôm qua Chúng ta cũng nhìn lại một điều Và thấy rằng là tâm lý của nhà đầu tư Thực sự là rất là, là mong manh Khi mà mức giá đẩy gần sát trở lại khu vực nền giá cũ rồi Thì cái lý do để tham gia mua là gì Rất nhiều câu hỏi đặt ra Và thực sự khi mà nền giá có được sự biến động cao Thì thông thường là thị trường cũng sẽ phải có một giai đoạn nhất định nào đó để có được sự ổn định và tâm lý và để tạo nên để tạo ra những cái setup tạo ra những thế lệnh hay là đơn giản đấy là một cái dữ liệu một cái giai đoạn cho chúng ta được một cái dữ liệu để tiếp tục phân tích và dự báo được cái thị trường trong khoảng thời gian tới như thế nào còn hiện tại với ba phiên liên tiếp có mức dao động rất là cao nhưng ở trong một cái biên độ với mẫu hình mà mình thấy rằng là chưa rõ ràng như thế này cũng như là cái sự vận động giá không thực sự rõ ràng thì việc mà dự báo cho thị trường cái phương hướng của thị trường trong khoảng thời gian tới đấy là một điều tương đối khó khăn có thể cái việc mà mình dự báo được rằng là thị trường tiếp tục là rung lắc và khó hồi phục được là điều có thể dự báo được nhưng để nói rằng thị trường có khả năng là sập gãy sửa xuống biên dưới hay là vượt lên trên biên trên thì đây là điều mà chúng ta chưa thể nhận định được về mặt ngắn hạn để dự báo cho thị trường trong khoảng thời gian tới và dĩ nhiên thì câu hỏi đau đáu của nhà đầu tư vào lúc này chúng ta cũng nhìn sang cái bảng giá của Dow Jones Futures và và cũng như là S&P, S&P 500. Mình thấy rằng là Dow Jones vào lúc này cái lần cuối mình cập nhật là đang giảm khoảng gần 500 điểm. Và giảm rất là bất ngờ chứ không phải không nữa, tức là đầu phiên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Dow Jones vẫn đang đóng cửa xung quanh xung quanh mức tham chiếu và thậm chí ngày hôm qua chỉ số S&P còn lập đỉnh mới nhờ các cổ phiếu của ngành công nghệ Mặc dù cái biên bản của Fed đã đưa ra vào đêm ngày hôm qua rồi Nghĩa là thị trường chứng khoán Mỹ đã có được sự phản ứng dựa trên cái thông tin của biên bản của Fed này rồi Nhưng đến ngày hôm nay chỉ số vẫn sập gãy Như vậy chúng ta cũng cái sự đau đáu ở đây không không chỉ là cái sự biến động mà còn là lý do tại sao Chỉ số của Dow Jones và các chỉ số chứng khoán của Mỹ lại đang có được sự biến động và sự sập gãy nhanh và gọn đến như vậy và kể cả đối với báo đài vào lúc này cũng chưa đưa ra những thông tin nào cụ thể đâu Báo đài Việt Nam thì là một rồi nhưng kể cả báo đài Mỹ vào lúc này đưa ra những những cái tiêu đề nó thực sự quá là chung chung Ví dụ như là lo ngại về cái sự hồi phục của nền kinh tế hậu Covid hay vân vân Đấy là những cái câu những câu quá là chung chung nhưng thực sự khi mà chúng ta nhìn rằng trong khoảng thời gian 24 giờ vừa qua thì yếu tố nào Uh, xảy ra để khiến cho nhà đầu tư có được sự sợ hãi như thế thì rõ ràng vẫn quay trở lại đấy là cái biên bản của Fed trong ngày hôm qua. Thì trong ngày hôm qua cũng có những cái thông tin mà chúng ta có thể phân tích được. Thì đầu tiên đấy là uh, cái bảng cân đối của Fed vào lúc này. Nói chung uh, cái uh, lượng tài sản của Fed và của các ngân hàng trung ương vào lúc này đã lên đến 24 000 tỷ USD rồi. Thì ví dụ như Trang của Bloomberg chúng ta cũng đã có cũng có một cái game ở đây. Ví dụ như mình kéo Facebook, vốn hóa Facebook, vốn hóa của Apple, JP Morgan, rồi Walmart, rồi Amazon, Nestle, các thứ linh tinh. Khi mà chúng ta kéo vào đây thấy rằng là kéo mãi, kéo mãi mà vẫn chưa thể nào bằng được cái số lượng tài sản hiện tại của Fed và của các ngân hàng trung ương trên thế giới hiện tại đang nắm giữ. Thì với cái tình trạng cái số lượng tài sản đang phình to như vậy trong từ năm 2020 trở lại đây ấy, đây là một sự lo ngại Thực sự là lo ngại Và có lẽ là để để chúng ta có được cái sự phục hồi hậu Covid và sau đấy thì có những biện pháp mà thu hẹp hay gọi là taper và cũng như là cái biện pháp thu hẹp cái lãi suất trở lại tức là nâng lãi suất trở lại và cũng như là cái biện pháp thu hẹp nới lỏng nền kinh tế để phục hồi cái bằng cân đối này trở lại cái tình trạng trước Covid ấy, thì thực sự là có lẽ cũng có thể kéo dài đến hàng vài năm đến hàng chục năm liền. Thì khi mà chúng ta nhìn cái số lượng tài sản mua vào các ngân hàng trung ương uh, kể từ đầu năm 2020 trở lại đây thì mình thấy rằng đại đa số ở đây là bond tức là trái phiếu và ví dụ như là uh, ECB là ngân hàng trung ương của châu Âu thì mua lại cái lượng nợ rất là lớn của các doanh nghiệp, trong đấy thì đối với Fed thì họ lại mua lại MBS thì nếu anh chị chúng ta có theo dõi và chúng ta có tìm hiểu về cái tình trạng khủng hoảng của năm 2018 ấy Xin lỗi, không, không, 2018, mà là 2008. Thì MBS là cái lý do rất là lớn dẫn đến cái tình trạng này MBS là trái phiếu được bách bởi, uh, bởi bất động sản Và đối với ngân hàng trung ương của Nhật Bản thì cũng nắm một cái lượng cổ phiếu rất là nhiều Nói chung đây là một cái lượng tài sản mình thấy rằng là rất là hồ lốn vào lúc này Và cần phải xử lý uh, không sớm thì muộn mà thôi Thế với cái biên bản của ngày hôm qua của Fed ấy, Thì họ không đưa ra một cái lộ trình cụ thể về khả năng table, khả năng... Uh, thu hẹp những cái biện pháp nới lỏng tiền tệ của họ nới lỏng uh, nhưng đâu đó cũng đã đưa ra một vài cái hai một vài cái uh, dữ kiện và đây có thể là lý do tại sao dẫn đến cái sự sợ hãi của nhà đầu tư vào lúc này uhm, dĩ nhiên mình không cho rằng là thị trường mỹ có khả năng sập gãy được ngay được thực sự để để một gọi là sập gãy ngay à, sau khi mở cửa và tiếp tục là rơi 600 700 điểm thực sự rất là khó tại vì cái sự sập gãy nhanh và gọn như vậy. À, thế thì cứ cho là cá mập và nhà cái và tay to thì liệu thoát hàng thoát hàng kiểu như nào đúng không. À, nếu như mà rơi ngay từ khi mở gáp như vậy thì thì liệu rằng thị trường Mỹ có khả năng thoát hàng như thế nào thực sự ở đây có lẽ cũng cũng vẫn sẽ có những sự rung lắc, sự sợ hãi nào đó thanh khoản nảy lên còn hiện tại với cái tình trạng thanh khoản rất là thấp như thế này thì chúng ta coi thấy rằng là đối với thị trường Mỹ vào lúc này chưa có tình trạng thoát hàng để chúng ta so sánh với so sánh với đầu 2018 đấy đầu 2018 đấy là cái tình trạng lúc đó là tình trạng chính sách thương mại thì bản thân đối với thị trường Mỹ cũng có những giai đoạn rung lắc rất là mạnh thanh khoản nổ lên rất là cao đây là tình trạng mà mình thấy rằng là phân phối tương đối rất rõ ràng thì đối với cái trạng thái thanh khoản vào 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 thị trường mỹ của thị trường lúc này mình không nhận thấy cái được cái trạng thái phân phối cho nên đâu đó rung lắc có thể xuất hiện sự sợ hãi có thể xuất hiện nhưng tạo đỉnh về mặt dài hạn của thị trường thì mình không cho rằng đây là một điều mà chúng ta có thể nhìn ra được Có một điểm nữa đấy là một chỉ báo liên quan đến trái phiếu thì đối với lãi suất trái phiếu 10 năm của chính phủ của chính phủ Mỹ phát hành ấy, thì thời gian vừa qua mình thấy rằng là cái lãi suất này cũng đang có dấu hiệu là sập gãy thì thông thường khi chúng ta nhìn vào lãi suất giảm thì đấy là biểu hiện gì biểu hiện của giá tăng giá tăng là biểu hiện gì đấy là biểu hiện của nhu cầu tăng nhu cầu của trái phiếu tăng nhu cầu của trái phiếu chính phủ tăng thì đấy là một cái biểu hiện về tâm lý của nhà đầu tư cho rằng thị trường trong khoảng thời gian tới sẽ có được sự rủi ro cao hơn và khi mà trái phiếu của Mỹ giảm và đặc biệt là giảm gãy ngưỡng hỗ trợ thì thông thường đấy là một biểu hiện cho thấy gần như là một tín hiệu cho thấy khả năng điều chỉnh của thị trường cổ phiếu khi mà chúng ta xem xét dưới cái sự biến động của lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ so sánh với thị trường chứng khoán mình có thấy rằng là tương đối tương đồng nghĩa là nếu như mà lãi suất này mà sập gãy hỗ trợ thì đâu đó cũng sẽ là uh, cũng sẽ gây nên cái sự hoảng sợ nào đó dành cho nhà đầu tư cổ phiếu đây là một điều chúng ta có thể cần quan sát uh, nó cũng có sai cũng có đúng trong quá khứ từ cái giai đoạn mà gọi là đường cong lãi suất nghịch đảo trong trong 2018 và lập lại trong 2020 vân vân cũng có những thời điểm rất là sai uh, nhưng để một gọi là gọi ra một cái lý do tại sao mà thị trường Mỹ vào lúc này đang có sự sợ hãi thì mình cho rằng đây là cái sự kết hợp uh, của nhiều yếu tố khác nhau trong đó thì có một biên bản trong đó thì có được cái tín hiệu của thị trường trái phiếu của Mỹ. Ok, thì đấy là thị trường quốc tế vào lúc này. Ừ, nhưng ừ, không chỉ đây không chỉ là một cái thông tin xấu duy nhất. Nếu như vậy thì tốt quá. Thực sự thì uh, đây là cái tình trạng mà mình cũng hay nói đùa khi review từ À, từ thời mà vẫn còn review thị trường phái sinh ấy, thì đấy là cái tình trạng gọi là Họa vô đơn chí khi mà thị trường trong một tâm lý nó suy yếu thì lại hay xuất hiện rất là nhiều thông tin xấu và những cái thông tin xấu này là có tác động mạnh mẽ hơn rất là nhiều đối với thị trường nếu như so với giai đoạn option thì thông thường ở thị trường sẽ bị miễn nhiễm với những thông tin như thế này và kể cả báo đài đôi khi là những 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 cái yếu tố như này thậm chí là không được đưa lên quá là nhiều nhưng khi mà thị trường bắt đầu yếu báo đài đưa lên cái sự tác động về mặt tâm lý thị trường cao hơn rất nhiều thì đấy là cái tình trạng mình gọi là tình trạng họ vô đơn trí thì trong ngày hôm nay trong đêm nay sẽ bắt đầu cái tình trạng là giãn cách xã hội của thành phố hồ chí minh tiếp theo nữa là đối với tình trạng dịch bệnh phức tạp thì hà nội cũng đã bắt đầu là cấm thể dục thể thao ngoài trời thì đây là một cái biện pháp mình cho rằng là biện pháp uh, biện pháp điều chỉnh cái 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 sự chủ quan của hà nội để mà gọi rằng là cấm thể thao thể dục ngoài trời ấy có tác động lớn đối với khả năng kiềm chế dịch bệnh thì mình không cho là không không thực sự là không nhưng đây có thể là một cái biện pháp cho thấy cái tình trạng gần như là tình trạng cảnh báo và giữ cho cái tâm lý chủ quan của 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 không phải là của nhà đầu tư mà là của dân chúng Hà Nội ở mức cho phép nhưng nó cũng là một tin xấu đúng không? và nó cũng là một yếu tố mà cũng có thể sẽ tác động đối với tâm lý tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam vào lúc này và không chỉ như vậy như vậy không thì cũng đã tốt chúng ta còn một thông tin đã liên quan đến khả năng mỹ sẽ tiếp tục điều tra về cái việc việt nam có khả năng thao túng tiền tệ thì những cái thông tin này đã đưa ra vào đầu phiên sáng và cũng đã có được cái sự phản ánh phản ánh vào cái tâm lý nhà tư trong ngày hôm nay rồi báo đài ví dụ như là trang ndh trang người đồng hành nguyễn duy hưng thì đưa ra những thông tin Uh, liên quan đến khả năng Mỹ sẽ có những cuộc họp và bàn về cái việc mà trừng phạt Việt Nam liên quan đến cái biện pháp thao túng tiền tệ. Thì uh, thực sự thì những cái những cái thông tin này đã đưa ra từ thời tổng thống Donald Trump rồi. Và trước đó thì cũng đã quyết định rằng Việt Nam không có hay là họ không có những cái bằng chứng rõ ràng về cái việc là Việt Nam thao túng tiền tệ. Uh, không có một cái biện pháp không có một cái bằng chứng rõ ràng tại đây để mà buộc tội rằng Việt Nam thông túng tệ và dẫn đến một điều là họ không đưa ra những biện pháp hay là những cái tariffs nhưng đến lúc này thì khi mà chúng ta nhìn sang cái diễn biến tỷ giá của Việt Nam đồng và USD thì trong khoảng thời gian gần đây đồng USD có dữ hồi phục rất là nhanh thì đây là đồng DXY hồi phục rất là nhanh lý do tại sao là đấy là là do cái tình trạng hay là do cái sự kỳ vọng rằng Fed trong khoảng thời gian tới sẽ có những biện pháp thu hẹp và có thể là nâng lãi suất trong một cái tầm nhìn khoảng vài năm tới dẫn đến một điều là đồng USD đang lấy lại được sức mạnh của mình ờ, nhưng khi mà quay lại với cái tỷ giá của đồng USD tại Việt Nam ấy thì lúc này thậm chí là cái tỷ giá này còn đang giảm ờ, nghĩa là dù sức mạnh của đồng USD đang tăng nhưng mà tỷ giá của của Việt Nam đồng của 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 USD tại thị trường Việt Nam mình lại còn đang giảm. Nghĩa là cái sức mạnh của đồng Việt Nam đồng này còn còn tăng mạnh hơn rất là nhiều so với cả cái 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 momentum hiện tại của đồng SD Và dĩ nhiên đây là một cái dấu hiệu cảnh báo đối với chính quyền của tổng thống Joe Biden vào lúc này và trong đêm nay khả năng rất là cao trong sớm nhất là trong đêm nay thì sẽ có cuộc họp quyết định về khả năng và cũng như là điều tra về khả năng thao túng tiền tệ của Việt Nam mình vào lúc này. Thì Nói chung đây đây là những cái điều mà chúng ta không thể không thể lường trước được và một cái rủi ro không thể lường trước được để mà gọi là phân tích rằng liệu có uh, Việt Nam có bị áp thuế hay không. Áp thuế hay không thì thực sự là mình cho rằng là khoảng có lẽ là khoảng 20 80 20% là chúng ta có thể bị áp thuế. Cũng có những cái điều tra liên quan đến đến những cái gọi là gỗ phi pháp được nhập khẩu từ Trung Quốc và sau đấy đẩy sang Mỹ rồi là cái việc cái Ging trong khoảng thời gian trước cũng bị ảnh hưởng bởi một thông tin đấy là cái hàng xuất khẩu của ghiêng đẩy sang Mỹ thì bị trả lại tại vì những cái nghi ngờ liên quan đến khả năng ghiêng nhập vải từ Trung Quốc về vân vân thì đấy là những cái biện pháp gian lận thương mại cái đấy thì chẳng liên quan gì đến những cái dữ kiện về việc Việt Nam thao túng tiền tệ cả nhưng thực sự ở đây là khi khi cái điểm nhấn đấy là cái việc mà chúng ta đang bị điều tra thì tất cả những thông tin đấy lại đang ùa về một lần nữa thì đó nói chung đấy là những cái điều mà chúng ta đang đang những cái thông tin đang ảnh hưởng trực tiếp và những thông tin xấu đang ảnh hưởng trực tiếp đối với thị trường việt nam vào lúc này chúng ta mang tính cập nhật nhiều hơn để mà gọi dự báo thì mình không cho rằng là thị, trường việt, thị trường thị trường mỹ có khả năng tạo đỉnh ở đây thực sự đấy là một điều mình thấy dự báo tại đấy về khả năng việt nam mình bị buộc tội thao túng tiền tệ và bị áp thuế quan thì tỷ lệ tương đối là thấp có lẽ đâu đó khoảng 20% phần trăm để để nhận xét về cái khả năng rằng Việt Nam mình có bị bùng phát dịch bệnh không thì có lẽ là đấy là điều mình mình không phải chuyên gia cho nên mình không phải là người dự báo đấy là một cái yếu tố mà chúng ta sẽ phải tự tiên đoán và tự nhận xét với nhau nhưng tất cả những yếu tố đó đang tạo ra một cái trạng thái kỹ thuật của thị trường vào lúc này đấy là trạng thái biến động cực kỳ mạnh và với thông thường với quan điểm cá nhân của mình thôi mình không giao dịch ở trong giai đoạn kiểu như thế này à, đơn giản là mình né hoàn toàn hoàn toàn né thị trường và thông thường thì chỉ khi nào thị trường đạt được một một loạt những cái yếu tố đã xác định trước thì lúc đó mình mới mở lệnh thôi đặc biệt là đối với cổ phiếu cũng sẽ phải đạt được một loạt những cái tiêu chí xác định trước về mặt cơ bản thì sau đấy mới lọt vào danh sách theo dõi và từ danh sách theo dõi thì cũng phải đạt được một loạt yếu tố mà kỹ thuật thì mới được mở mua tương tự như với phía phái sinh cũng sẽ phải đạt được một loạt yếu tố liên quan đến thị trường quốc tế về sự ổn định thị trường quốc tế và thị trường Việt Nam thì lúc đó mới đạt được cái tiêu chí về việc mở lệnh có thực sự trong những giai đoạn kiểu như này thì là mình náy hoàn toàn và tập trung duy nhất đấy là việc mà quản trị rủi ro những cổ phiếu đang nắm giữ và cũng như là gần như là đa số đại đa số đấy là thoát hoàn toàn những vị thế long uh, trong những giai đoạn thị trường biến động kiểu như thế này thế thì để và và mình cũng đã đặt ra một cái tiêu đề trong ngày hôm nay đấy là chúng ta cũng nên tránh giao dịch liên tục ở trong giai đoạn biến động kiểu như hiện tại để giải thích cho yếu tố mà tâm lý ấy, thì những co giật đôi khi gợi ra được cái sự có thể là sự sợ hãi và sau sự sợ hãi là thậm chí là lòng tham vân vân thì nó dẫn đến một điều đấy là nhà đầu tư chúng ta gần như không quên đi hoàn toàn tất cả những cái chiến lược chúng ta đặt ra Uh, trước đây chúng ta có thể đầu tư theo cơ bản rồi đầu tư theo kỹ thuật vân vân nhưng cứ khi em bắt đầu là thị trường bắt đầu rung lắc là gần như uh, cái yếu tố tâm lý nó đè lên hoàn toàn cái sự sợ hãi thua lỗ hay sự sợ hãi mất lãi nó chiếm rất là nhiều cái tỷ trọng trong cái việc mà chúng ta phân tích và nó gần như là áp đảo hoàn toàn những cái chiến lược mà chúng ta đặt ra trước đó rồi có khi nào anh chị chúng ta gặp một tình trạng như này không khi mà uh, trong một đà tăng trước đấy chúng ta kiếm rất nhiều lợi nhuận nhưng khi thị trường bắt đầu rung lắc xong thì có thể Ờ, chúng ta cứ áp dụng những chiến lược trước đấy chúng ta cứ áp dụng chiến lược là có thể mua theo tín hiệu chúng ta áp dụng những chiến lược là chúng ta phung mua jean chúng ta áp dụng chiến lược chúng ta đảo hàng liên tục ở giữa những nhóm ngành khác nhau nhưng nó không đạt được hiệu quả và sau đấy bào mòn rất là nhiều lợi nhuận thậm chí có thể là mất hoàn toàn lợi nhuận trong khoảng thời gian trước thì đấy là những tình trạng mà mình cho rằng là chúng ta cũng có thể sẽ bị bắt gặp và nó xảy ra như thế nào là xảy ra khi mà thị trường bắt đầu và bước vào một trạng thái biến động cực kỳ mạnh và không chỉ hai yếu tố đấy nữa, còn một yếu tố nữa là thông thường khi mà thị trường biến động rất là mạnh thì đấy là một cái giai đoạn một cái giai đoạn thực sự là thuận lợi để cho phía tiền lớn họ thoát hàng rất là nhanh thực sự đấy là một cái mà chúng ta không thể không thể dự báo trước được khi nào đỉnh thì mới biết là đỉnh thực sự nó là như vậy nhưng trong giai đoạn mà thị trường rung lắc mạnh thì đấy là một cái điều kiện quá là dễ dàng để cho phía tay to và phía nhà cái vân vân anh chị thường hay gọi như vậy để họ thoát hàng nhưng mà phía tiền lớn họ thường là họ thoát hàng rất là rất là dễ dàng trong giai đoạn mà thị trường biến động rất là mạnh tại vì sao tại vì thứ nhất đấy là trong những pha sóng cuối thì đầu tiên là kéo trụ tiếp theo là những cổ phiếu khác thì vẫn duy trì cái đà tăng là 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 kiểu như này à, xin lỗi không đà giảm kiểu là là hơi 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 giảm xuống một chút nhưng chưa bị gãy trend thì đôi khi là kích thích lòng tham khi mà giá quay trở lại hỗ trợ vân vân nhưng giá nó cứ tiếp tục nó giảm xuống thì đây là một tình trạng mà mình cũng À, mình cũng quan sát được ở một vài mã bất động sản vào lúc này thì đây là một tình trạng tương đối là nguy hiểm à, thì tiệu chung lại tại đây tổng hợp cả ba yếu tố đấy thì chúng ta không nên giao dịch ở trong những giai đoạn mà thị trường biến động quá là mạnh thì như nào biến động như nào là biến động mạnh chúng ta có thể dựa vào rất nhiều yếu tố à, dựa vào yếu tố có thể chỉ báo kỹ thuật thì đây là một cái một cái chỉ báo kỹ thuật là atr đó là average true range tức là cái, cái gọi là cái biến động cái biên độ dao động của 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 chỉ số khi chúng ta à, theo dõi cái chỉ số này chúng ta thấy rằng là à, nếu như cái chỉ số này vượt lên trên mức 10, 10 điểm chẳng hạn có thể là nhà đầu tư tự đặt ra cho mình cho một cái mức biến động nào đó trong trường hợp nếu những biến động trong phiên trung bình khoảng 15 phiên gần nhất mà biến động vượt lên trên mức 10 điểm thì đấy là thời điểm nhà đầu tư chúng ta không nên dao động không nên mua bán liên tục nữa và thay vì thế thì tập trung vào quả trị rủi ro tập trung vào việc chúng ta nắm giữ tập chung việc xuất lời hay là vân vân thì đấy là những cái có thể là một cái biện pháp chúng ta sử dụng cái chỉ báo kỹ thuật này cũng có thể là chúng ta sử dụng về chỉ báo nến và thanh khoản ví dụ như ngày hôm trước thì mình thấy rằng là có một cái nến rất là dài bất ngờ rất là dứt khoát và với thanh khoản cao thì chúng ta cũng đã bắt gặp được rồi đặc biệt là trong thời điểm đó thì chưa có một lý do rõ ràng nào để giải thích cho khả năng cho cái sự điều chỉnh của thị trường thì cái điều này chúng ta cũng đã quan sát được trong khi hôm trước mình đã giải thích rồi đây là một cái chỉ báo cho thấy rằng thị trường đang bước vào một pha biến động và đây cũng là một chỉ báo rằng nhà đầu tư chúng ta không nên giao dịch trong thời gian hiện tại à, còn một cái vấn đề nữa chúng ta có thể là cũng cũng có một chỉ báo nữa đấy là nhà đầu tư có thể đưa ra một cái biên độ nào đó đưa ra một biên độ ví dụ như trong khoảng thời gian từ 20 đầu 2021 chúng ta đưa ra biên độ là ngay trên vùng 1.200. Nếu như dao động giá tiếp tục phía dưới vùng 1.200 này thì nhà tư chúng ta không giao dịch nữa. Tương tự như vùng hiện tại có thể là chúng ta đặt ngay phía trên vùng 1 000, ngay phía trên vùng đỉnh cũ, trên vùng 1.500. Trong trường hợp nếu như mà giá tiếp tục dao động ở xung quanh vùng này thì chúng ta sẽ không sẽ không giao dịch nữa. Chẳng hạn thì đấy là mối quy định chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được và mình thấy rằng là cái việc áp dụng nó tương đối là dễ dàng còn nếu như thực sự là nhà đầu tư thực sự là mong muốn là chúng ta vẫn phải giao dịch ở giai đoạn này thì mình sẽ không khuyến nghị nhưng chúng ta cũng có những công cụ để có thể áp dụng được ví dụ như đây là uh, một cái công cụ mà mình có nhắc đến là loại nến loại nến trong đấy thì có một cái loại nến tên là Heikin yashin uh, trong đó thì khi mà mình nhìn trong những cái giao động kiểu này thì thấy rằng là là cái sự biến động về nến nó rất là thấp trong một xu hướng tăng thì thông thường chỉ có nến xanh và ngược lại trong trong một giai đoạn giảm thì chỉ có có nến đỏ chứ không phải là nến đỏ nến xanh xanh kẽ nhau thì mình có một cái bài báo một cái bài viết trên hai c online liên quan đến loại nến này rồi thì nếu anh chị chúng ta có tìm hiểu sâu hơn một chút thì có thể có thể tham gia có thể có thể tham gia và tham khảo tại đây thì cái mục đích tại sao chúng ta sử dụng loại nến này đấy là cái việc mà loại bỏ những cái tín hiệu nhiễu ở trong giai đoạn tích lũy của thị trường hoặc đơn giản có thể sử dụng một cái chỉ báo hay là một cái tín hiệu nó rất là phổ biến để để, để, để chúng ta có thể sử dụng cái tình trạng à, sử dụng cái chỉ báo đấy là chỉ báo uh, moving average tức là cái chỉ báo đường trung bình uh, và với việc chúng ta sử dụng đường trung bình thì nó cũng sẽ loại đi rất nhiều tín hiệu nhiễu ở trong những giai đoạn tích lũy của thị trường thì ok đấy là trong trường hợp thực sự là phải giao dịch trong những giai đoạn gọi là giai đoạn dao uh, động của thị trường Ngoài ra còn một điểm nữa mình muốn nói đến đấy là thực sự nếu về mặt kỹ thuật thì chúng ta có có nên giao dịch trong đoạn này hay không? Ờ, những cái bộ hình tăng tiếp diễn chẳng hạn thì nó cũng phải hình thành xong thì nó mới ra được một cái chỉ báo thì chúng ta có thể giao dịch được đúng không? Ví dụ là hình thành xong bộ hình cốc tay cầm và sau đấy vượt hẳn có viên cổ lúc đó chúng ta mới có thể giao dịch được tương tự như vậy. Ờ, thì những cái giai đoạn hiện tại chúng ta chưa hình thành ra một cái mô hình cụ thể nào thì đâu là cái cơ sở để nhà đầu tư có thể mở vị thế trong giai đoạn kiểu như thế này. Thì đấy là một cái điểm mà mình cũng muốn nói tại đây. Thì tập trung chiến lược vào lúc này thì đấy là việc mà chúng ta nên tập trung vào chúng ta quản trị rủi ro nhiều hơn. là nhà đầu tư chúng ta nên giao dịch liên tục rồi đảo hàng từ nhóm ngân hàng sang nhóm chứng khoán, nhóm chứng khoán sang nhóm dầu khí, nhóm dầu khí sang nhóm bất động sản vân vân thì đấy là những cái điều mà chúng ta nên tránh vào lúc này. Uh, quản trị những mã yếu chúng ta nên bán những mã yếu chúng ta nên uh, mã sập nền rất là sớm uh, rồi những cổ phiếu bị tạo ra mẫu hình đảo chiều rồi đang trong một xu hướng giảm đấy là những cổ phiếu mà chúng ta nên nên tìm cách chúng ta thoát sớm trong pha hồi phục kỹ thuật uh, tìm cách cơ cấu danh mục rất là nhanh chóng đây là những giai đoạn mà nhà đầu tư chúng ta phải quyết liệt hơn trong việc quản trị lý do và cơ cấu danh mục Ok thì nói tổng quan như vậy đủ rồi về uh, chi tiết hơn một chút chúng ta sẽ xem xét đấy là những cái điểm mà gọi mà mình cho rằng là chúng ta có thể kiểm soát được đấy là việc mà chúng ta kiểm soát cái việc quản trị lý do kiểm soát cái việc là chúng ta vào lệnh vào lúc nào uh, kiểm soát cái chiến lược của nhà đầu tư cái việc mà chúng ta không kiểm soát được và chỉ mang tính dự báo và nó chỉ có tính xác suất không Thì đấy là đấy đấy là cái sự dự báo đấy là sự dự báo dự báo thì nó chỉ mang tính chất xác suất chứ không phải mang tính chất khẳng định uh, nhưng chúng ta vẫn sẽ dự báo chúng ta vẫn bắt buộc chúng ta vẫn phải quan sát và chúng ta vẫn phải dự báo thôi thì đối với vn viên 30 Index thì trong cái pha hiện tại ấy, như mình có nói đến là chúng ta hoàn toàn có thể dự báo được cái pha hồi phục cái cú ngóc này lên nhưng cú ngóc này nó xuất hiện rất nhiều lần trong quá khứ ở trong những pha điều chỉnh mạnh của thị trường à, anh chị trông có quen không trông trông nó có quen không à, trông nó rất quen đúng không tức là cũng có một cú ngóc đầu tiên rất là nhanh chóng nhưng đây là sự vội vàng khi mà giá hồi phục trở lại khu vực nền cũ rồi thì lý do tiếp theo để bên cầu tham gia là gì không còn nữa ví dụ ở phía dưới này đây là cái lực cầu bắt đáy thế thì đến đây khi mà thị trường điều chỉnh rất là sâu và nhanh như vậy rồi cái dòng tiền rất khoát bán ra như vậy rồi thì khi mà giá hồi phục nhanh như vậy thì lý do tiếp theo để cái lực cầu tham gia và đẩy lên nó là gì? Ừ, rồi tương tự nó nó không uh, kể cả cái pha hồi phục của pha hồi phục này cũng tương tự như vậy thôi chúng ta cũng có vào tháng 6 của 2020 cũng có những cái pha hồi phục tương tự kiểu như vậy Hồi phục rất là nhanh chóng Nhưng mà sau đấy đấy không phải là vùng đáy Vùng đáy thực sự của thị trường à, Tại sao lại như vậy Thì mình đơn giản thôi Chúng ta có thể có được một cái lời giải thích rất là đơn giản Thì trong những pha rơi đầu tiên Nó không phải là sự hoảng loạn thực sự của thị trường Khi mà chưa đạt được cái trạng thái hoảng loạn thị trường Thì bên cầu mạnh mẽ cũng chưa tham gia Hay là bên gọi là bên tay khỏe, bên tay yếu Thì bên tay yếu chưa thoát hẳn thì bên tay khỏe cũng chưa tham gia mạnh rồi thì đấy là nếu như chị chúng ta cũng có thể tìm hiểu cái mô hình white ấy, thì nó cũng nó cũng giải thích tương đối là rõ ràng ờ, vì yếu tố này thông thường những cái pha với thanh khoản nổ lên đầu tiên thì không phải là vùng tay thực sự khi mà giá xuyên thủng ra cái vùng hỗ trợ đó thì nó mới đạt được một cái trạng thái hoảng loạn thực sự hoảng loạn thực sự của mô hình giá có thể là thị trường không giảm sâu như vậy nhưng chúng ta chưa thể khẳng định được điều gì tại đây Chúng ta chưa thể khẳng định được rằng là liệu Thị trường có khả năng tích lũy ở dạng Chữ nhật Chúng ta có thể chưa thể khẳng định được rằng Thị trường có thể tích lũy ở dạng tam giác Chưa thể khẳng định được rằng là thị trường có thể Tạo hai đáy hay là có thể xuyên thủng xuống phía dưới Nhưng điều chúng ta có thể khẳng định được Vào lúc này thì đấy là thị trường chưa hoảng loạn Và chưa hoảng loạn Thực sự thì đâu đó là cái cái tình trạng tích lũy này Một là cần phải thời gian Tích lũy khoảng thời gian hoặc là sẽ cần phải cú test nào đó nó sâu hơn một chút thì đó là những cái điểm mà chúng ta có thể quan sát dưới dạng kỹ thuật vào lúc này và vì vậy cho nên đối với cơ hội cơ hội đầu tư thì mình cho rằng là chúng ta nên quan sát nhiều hơn à, quá sử do tài khoản nhiều hơn và Uh, tập trung có thể là những mã khỏe thì uh, thực sự vào lúc này mình không cho rằng là thị trường chúng ta nên bán tất cả những mã tất cả danh mục của mình đi chúng ta bán tông bán tháo tất cả những mã khỏe của mình đi ví dụ như là những cổ phiếu nằm ngay nằm phía trên em 20 vào lúc này hạn chúng ta chưa nên bán ra hãy tiếp tục trong một kênh tăng giá những cổ phiếu của ngành chứng khoán hạn vẫn đang nằm trong kênh tăng vẫn nằm phía trên em 20 thì dĩ nhiên là những cổ phiếu chúng ta chưa nên bán ra để gọi là niềm tin mù quáng rằng thị trường có khả năng tăng tiếp diễn hay không thì mình cho rằng là có, tại vì thực sự vào lúc này thì các hỗ trợ của chỉ số lúc này chưa bị vi phạm, rồi những cổ phiếu trụ vững, trụ vững thị trường vào lúc này là vẫn chưa tạo ra mô hình đảo chiều, thì chúng ta vẫn phải đặt niềm tin rằng thị trường có khả năng tăng tiếp diễn, nhưng cái điều chúng ta phải kiểm soát thì đấy là cái tỷ trọng trong danh mục, chúng ta kiểm soát thì đấy là giảm thiểu những mã đang yếu vào lúc này. Ok thì đấy là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ trong buổi ngày hôm nay thôi review cổ phiếu thì chúng ta cũng không có điểm gì mới đâu so với phiên ngày hôm hôm qua và phiên ngày hôm kia. Cái sự phân hóa vẫn rất là rõ ràng, nhóm ngân hàng phân hóa, nhóm chứng khoán vẫn duy trì khỏe. Những bất động sản một số mã đang trong tình trạng mà mình thấy rằng là tương đối yếu, nhóm thép lúc này cũng cũng phân hóa và tương đối yếu. Cơ hội đầu tư nó chưa rõ ràng lắm và chỉ số chưa thực sự ổn định. Và bản thân cái sự bất ổn của thị trường chứng khoán Mỹ Và lúc này là chúng ta uh, Chưa thể dự báo được trước cho nên quan sát và quan trị là chiến lược để ưu tiên trong khoảng thời gian tới. Chúc chị có phiên dịch cuối tuần ngày mai thật là thành công và thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại.